Khánh và Nhật Tân xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Covid-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ 50 phút mỗi ngày trên kênh TTV11, website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh cùng các hạ tầng số của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin Covid-19 hôm nay, mời quý khán giả đến với những thông tin trong nước đáng chú ý sau đây. Tối ngày 29 tháng 8, sau một ngày họp xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine Nanocovax Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc đã có thông tin kiến thức tới báo chí. Hội đồng yêu cầu đơn vị nghiên cứu và phát triển vaccine Nanocovax bổ sung cập nhật thêm dữ liệu an toàn cho toàn bộ đối tượng đã được tiêm ít nhất một liều vaccine tới thời điểm hiện tại. Về tính sinh miễn dịch, bổ sung cập nhật dữ liệu đánh giá tính sinh miễn dịch trên các biến chủng mới, đồng thời phân tích về mối liên quan giữa tính sinh miễn dịch của vaccine và hiệu quả bảo vệ tối thiểu 50% dựa trên các dữ liệu y văn. Sau khi bổ sung hồ sơ, Hội đồng Đạo đức và Hội đồng Tư vấn sẽ tiếp tục xem xét và thẩm định kết quả nghiên cứu của vaccine Nanocovax. Để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam sàng lọc tách F0 ra khỏi cộng đồng, Bệnh viện quân y 175 đã đưa vào khai thác hệ thống PCA tự động Antinitm hiện đại của Abbott. Đây là hệ thống xét nghiệm hoàn toàn tự động, có khả năng thực hiện nhiều xét nghiệm bca rút ngắn thời gian thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, tiết kiệm nhân lực, Hệ thống có công suất cao có thể thực hiện được 300 kết quả trong thời gian 8 giờ, khoảng 1.000 mẫu trên 24 giờ. Thời gian trả kết quả trong vòng 2 giờ 30 phút đến 3 giờ và mỗi 16 phút sau sẽ trả kết quả tiếp theo, rút ngắn hơn một nửa thời gian so với quy trình trước đây. Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước và các câu lạc bộ nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh tổ chức chuyến xe ưu thương trao tặng hơn 10 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương. Với tinh thần chung dòng sông bé ấm tình quê hương, nặng nghĩa đồng bào, hơn 10 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm gồm gạo, bì tôm, rau xanh, nước mắm cùng một số món ăn như 600 hũ thịt kho mắm ruốc, gần 500 đồng bánh tét, 1.000 hũ mắm cà đu đủ do các tình nguyện viên người dân Bình Phước tự tay làm đã được vận chuyển lên chốt kiểm soát Covid-19 trên đường DT741 giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước để bàn giao cho các lực lượng tại tỉnh Bình Dương. Trong khoảng một tháng rưỡi qua, tỉnh đoàn cùng các cơ sở đoàn hội trực thuộc đã tổ chức 92 chuyến xe chở gần 500 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân ba tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và hai chuyến xe đi tỉnh Đồng Nai với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng. thưa quý khán giả, công an tây ninh vừa triển khai phần mềm quản lý di biến động dân cư ra vào vùng dịch trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư tại chính chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh. để việc qua lại các chốt được thuận tiện, người dân có thể tự khai báo y tế tại nhà bằng cách truy cập vào website https 2 2 gia gov vn hoặc thông qua các mã qr được thông báo để truy cập vào các biểu mẫu khai báo y tế. Người dân chỉ cần khai báo y tế đầy đủ theo mẫu khi hoàn tất, sẽ được phần mềm gửi về một mã QR. Người dân chụp lại mã QR này và xuất trình cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra. Lưu ý, mã QR sẽ có giá trị trong khoảng thời gian 3 ngày, sau đó người dân cần khai báo lại để được cung cấp mã QR mới. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Châu Thành cho biết, sau 4 ngày tổ chức lấy mẫu tổng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đợt 2, đến hết ngày 29 tháng 8 năm 2021, huyện Châu Thành đã hoàn thành việc tổ chức tổng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 được 2 trên địa bàn toàn huyện. Tại 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập 60 tổ lấy mẫu chia thành 292 vị trí lấy mẫu khác nhau. Toàn huyện có trên 44.000 mẫu được lấy và có gần 4.500 mẫu xét nghiệm PCR. Sau đợt lấy mẫu tổng xét nghiệm đợt 1, huyện Châu Thành có 10 vùng xanh, gồm Hào Đức, Thành Long, Biên Giới, Hòa Thạnh, Hòa Hội, Ninh Điền, Phước Vinh, Thị Trấn, Trí Bình và Đồng Khởi. 5 xã vùng vàng, gồm An Bình, Thái Bình, Thanh Điền, Long Vĩnh và An Cơ. Huyện Dương Minh Châu từng là tâm điểm của đợt dịch Covid-19 lần này, nhưng nay không còn ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Mới đây, huyện Dương Minh Châu có đề xuất phân cấp độ nguy cơ cụ thể đến từng ấp khu phố. Cụ thể, có 8 trên 57 ấp được phân vùng vàng, nguy cơ có thể phát sinh khả năng lây nhiễm COVID-19, gồm ấp Ninh Phú và Ninh Bình của xã Bào Năng, ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2 và Phước Long 1 của xã Phan, ấp Tân Định 1, Tân Định 2 và Phước Hòa của xã Suối Đá. 49 ấp còn lại được phân vùng xanh, vùng an toàn, bình thường mới, không có dịch. Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi thông tin mà chúng tôi vừa nhận được. Kính thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 29 tháng 8 đến 18 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021, Tây Ninh không ghi nhận ca dương tính nào với SARS-CoV-2, giảm 174 ca so với ngày 29 tháng 8. Kết quả sàng lọc xét nghiệm theo quy định số 2003 ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo số liệu cập nhật trên phần mềm quản lý xét nghiệm, kết quả lấy mẫu sàng lọc xét nghiệm trong ngày trên địa bàn tỉnh cập nhật đến 17 giờ 30 phút như sau. Tổng số 8.312 mẫu trên 60.770 người. Sau 5 ngày lấy mẫu, 48.901 mẫu trên 408.207 người được lấy. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.699 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 3.948 người. Công tác điều trị, tính từ đầu dịch đến nay có 5.836 bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân đang điều trị 1.724. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện 4.024. Trong đó, trong ngày 30 tháng 8 là 388 ca. Số ca tử vong 88 ca, trong đó trong ngày 30 tháng 8 là 1 ca. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 557 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 216 vùng. 341 vùng đã giải tỏa. Về tình hình tiêm vaccine, tổng số vaccine của tỉnh được Bộ Y tế phân bổ là 205.480 liều. Tính đến hết ngày 29 tháng 8 năm 2021, tỉnh Tây Ninh đã tiêm được 207.571 liều trên 205.480 liều nhận được từ phân bổ của Bộ Y tế. Trong đó, mũi 1 là 182.110 liều, mũi 2 là 25.461 liều, đạt tỷ lệ 101%. Công suất tiêm bình quân từ 32.000 liều trên một ngày với 108 điểm tiêm cố định và 31 điểm đội tiêm lưu động. Tình hình an ninh trật tự trong thực hiện giãn cách của các địa phương. Trong ngày, lực lượng công an các cấp đã tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh. Kết quả như sau đã lập biên bản vi phạm 123 trường hợp từ khi thực hiện chỉ thị 16, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 8.083 trường hợp, thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68, trong ngày không phát sinh hồ sơ phê duyệt, số chi hỗ trợ trong ngày 865 người với số tiền hơn 1 tỷ 297 triệu đồng. Tổng số đã chi hỗ trợ đến ngày 30 tháng 8 năm 2021 là 17.029 người với số tiền hơn 25 tỷ 625 triệu đồng quý khán giả thân mến, bản tin covid-19 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Tây Ninh đến đây sẽ được phép khép lại. chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.